Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Thì hôm nay chúng ta lại cùng nhau lên kế hoạch giao dịch cho tuần sau ha. Trong tuần này á thì những cái lệnh của chúng ta đều đi đúng như kế hoạch mà bên mình đưa ra. Chỉ có cái cặp EU á thì nó vẫn đang nằm trong cái vùng sideways của khung H1, nó vẫn chưa phá được khỏi cái vùng sideways này. Còn những cái cặp còn lại á nó đều chạy đúng như cái lên tuần mà bên mình đã đề ra. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái plan tuần này ha. Cặp đầu tiên mà mình quan sát được trong tuần sau đó là cặp IG. Thì anh em có thể thấy là IG đang nằm trong một cái cấu trúc giảm đúng không? Và đây chính là cái key level của cái cấu trúc giảm này. Đây chính là cái key level của cấu trúc giảm này ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xét về momentum. Thì chúng ta hiện em có thể thấy là trong cái con sóng giảm này á, thì cái momentum của bên bán á, nó vẫn đang ủng hộ khá là nhiều. Đầu tiên là chúng ta xét về volume nè. Thì volume của sóng giảm này nó đang tăng lên đúng không? Sau đó volume của sóng giảm này nó cũng đang đang tăng lên. Rồi tiếp tục volume của sóng giảm này nó cũng đang tăng lên. Đó. Thì cho thấy là bên bán họ vẫn đang chiếm ưu thế. Tiếp theo là mình xét về độ nghiêng của con sóng hồi. Thì con sóng hồi này nè, anh em thấy không? Nó đang thoải dần ra đúng không? Nó thoải dần ra nè, nó so với nếu như anh em so với con sóng hồi lần trước của nó thì cái độ nghiêng của nó đang thoải dần ra. Tiếp theo tới con sóng hồi này á, thì cái độ nghiêng của nó dường như là nó đi ngang luôn đó, thì nó cho thấy là bên bán á, bên mua á, họ không đủ sức để làm cho giá tăng mạnh được, mà nó chỉ tăng mà tăng rất là khó khăn. Thì tuần sau á, mình sẽ view là đợi giá nó hồi về cái vùng swing high này để mình bán xuống. Vùng swing high này á, nó cũng chính là cái vùng cung đang còn clean, chưa có bị test lại đó. Ở đây nó cũng có một cái vùng cung rồi, nhưng mà vùng cung này đã bị test rồi, em thấy không? Đây vùng cung này nè, nó test rồi. Nếu như giá mà nó quay lên, nó chạm tới vùng này, mà nếu như vùng cung này đủ sức mà làm cho giá đi xuống á, thì nó sẽ không có quay lại nó test thêm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn đâu, em thấy không? Giá nó cứ quay lại test rồi đi xuống, test rồi đi xuống, test rồi đi xuống nè, thì chứng tỏ là cái vùng cung này càng test nhiều lần thì nó càng yếu. Thì trong tuần sau mình nghĩ là nó sẽ không giữ được giá, mà nó phải lên tới đây nè thì giá nó mới có khả năng đảo chiều được. Thì qua tuần sau mình sẽ canh giá vào đây, mình sẽ nếu như có xuất hiện tín hiệu Bryson đó, mình sẽ bán xuống ở đây ha. Tiếp theo mà mình quan sát được đó là cặp EZ. Thì trong EZ này chúng ta cũng có thể thấy là nó đang nằm trong một cái cấu trúc giảm đúng không, và đây chính là cái key level của cấu trúc giảm này. Đây đó, thị trường nó sẽ chạy như thế này. Và đây chính là cái key level của cấu trúc giảm này. Rồi tiếp theo mình xét về momentum á, thì mình cũng có thể thấy là trong cái momentum của con sóng giảm nó vẫn đang được ủng hộ. Đầu tiên là con sóng giảm này chúng ta có cái volume tăng tăng lên đúng không, và cái volume của con sóng tăng á thì lại giảm xuống, và volume của con sóng giảm này thì lại lại tăng lên đó. Thì mình thấy là trong hiện tại á, bên bán vẫn đang được ủng hộ, cái momentum của bên bán vẫn đang rất là lớn. Thì qua tuần sau á mình sẽ vẫn canh bán, nhưng mà mình sẽ không canh bán ở vị trí này. Đây là cái key level của H1, nhưng mà nó không phải là, nhưng mà mình nghĩ là cái key level này nó sẽ không giữ được giá. Tại vì sao? Tại vì khi mình quan sát qua khung H4 á thì mình thấy là trong cái anh đang nhìn nè, khi giá phá vào khỏi đáy nè thì nó có tạo ra hai cái nến này đúng không, hai cái nến này là cái nến nỗ lực, cái này là cái nỗ lực lớn đúng không, lực lớn nè, volume rất là lớn nè, nhưng mà cho ra một kết quả như thế nào, kết quả thấp, kết quả không tương xứng với cái nỗ lực mà nó bỏ ra. Tại sao với volume lớn này mà giá chỉ giảm được có như đây thôi mà lại còn rút chân nữa, thì chứng tỏ là tại cái vùng này đã có một cái lực mua, họ đã bắt đáy rồi, đã có bên mua vào rồi. Thì do đó là mình nghĩ là cái key level của H1 này á, là ngay tại cái chỗ này nè, nó sẽ không đủ sức để giữ giá, mà giá nó phải lên tới cái vùng này. Đây là cái đáy cũ của cái cấu trúc lớn của H4 ở chỗ này đó, đáy cũ của cấu trúc giảm của khung H4.
thì nó mới có đủ sức để giữ được giá. Thì đó là đây đây cũng chính là cái vùng cung nè, anh em thấy không, cái vùng cung nè, rope bay rope nè đó, thì mình nghĩ là giá nó sẽ lên tới đây thì giá nó mới xuống được. Còn ở cái key level H1 này á, nó sẽ không đủ sức để giữ giá đâu, cho nên qua tuần sau á mình sẽ view là giá nó sẽ lên tới đây, sau đó mình sell xuống chứ mình không có sell chỗ này ha. Tiếp theo mà mình quan sát được đó là cặp UZ. Thì như anh em cũng biết là UZ nó đang có một cái đà tăng khá là lâu rồi, nó tăng từ tới nó tăng cái khung D á, nó tăng từ tháng 3 nó tăng lên tới hiện tại là tăng được 4 tháng, và tốc độ tăng của nó gần tới gần 2.000 bip đây đó, 2.000 bip em thấy không, gần 2.000 bip cho một cái cặp tiền. Thì nó thì hiện tại á, nó đang có cái xu hướng điều chỉnh thôi, trên khung D á, nó vẫn đang là có chút tăng mà đây chính là cái đỉnh cũ của nó nè. Thì chiến lược bán của mình á, chỉ canh bán khi nó hồi về đây thôi. Rồi thì trên khung H4 chúng ta cũng có thể quan sát được, thì UZ đang nằm trong cái cấu trúc giảm đúng không, nó phá khỏi cái key level này nè, thì cấu trúc nó hiện tại là đang giảm, và đây chính là cái xuyên hai cái key level mới của cấu trúc giảm này. Rồi thì chúng ta sẽ canh bán ha. Tiếp theo mình vào trong khung H1 á, thì mình thấy là hiện tại cái con sóng giảm á, nó đang chiếm ưu thế đó. Cái anh em nhìn là cái độ thoải của sóng tăng nè, nó thoải dần ra đúng không, đây nó thoải nè, tiếp theo nó thoải dần ra như thế này đó, thì nó đang cho thấy là bên mua họ đang khá là, bên mua Đức đang khá là yếu, và trong khi á con sóng đẩy á thì nó lại đang có cái độ dốc dốc thẳng đứng xuống như thế này đó, dốc thẳng đứng xuống như thế này. Thì chúng ta có thể dự đoán là bên bán vẫn đang khá là mạnh. Rồi thì tiếp theo mình sẽ đợi đợi giá nó hồi về về đâu, về cái vùng từ chối giá mạnh này nè, đây đây chính là cái vùng vùng cung. Cấu trúc của chúng ta là cấu trúc rally bay drop đó, đây là cái vùng từ chối giá mạnh luôn, khi mà nó chạm tới cái vùng cung trước đây tạo ra nè thì đó là từ chối giá mạnh và nó sập xuống. Thì tại cái vùng này nè, nó chứa đựng một cái lượng volume sell á, một cái lượng order sell rất là lớn. Mình sẽ dùng cái công cụ volume profile mình đo cho anh em xem đó, anh em thấy không, đây đây chính là cái vùng pop nè, đây chính là cái nơi chứa nhiều cái lượng sell, nhiều cái lượng order sell, thì nó tạo ra cái sự phản ứng giá khá là mạnh ở đây nè. Thì qua tuần sau á, mình sẽ canh giá nó hồi về cái vùng này, đây là cái vùng cung mới tạo ra đó. Vùng cung này là nó thừa hưởng được cái vùng cung này ha, nghĩa là đây là vùng cung đúng không, giá sập xuống sau đó nó hồi lên, nó chạm tới cái vùng cung này và nó tạo ra một cái vùng cung mới và rớt xuống tiếp, đây là cái vùng cung thừa hưởng được cái vùng cung trước. Và có thể là tại cái vùng cung này nè nó vẫn chưa khớp hết được cái lượng order sell ở đây, cho nên tuần sau mình sẽ canh giá nó hồi lại vùng cung này một lần nữa và mình sẽ sell xuống. Tiếp theo mà mình quan sát được đó là chính là cặp GU. Thì cấu trúc tăng của GU á đã đảo chiều sang giảm rồi, đây đó cấu trúc tăng đã chiều sang giảm rồi. Và theo cái kinh nghiệm của mình đó, nếu như xét về momentum á, thì một cái cấu trúc vừa đảo chiều á, đó là lúc mà cái cấu trúc mới nó mạnh nhất, cái momentum nó mạnh nhất. Ví dụ như là cấu trúc tăng đang vừa chuyển sang giảm thì đó chính là lúc mà cái cấu trúc giảm nó mạnh nhất, cái momentum của sóng giảm nó mạnh nhất đó. Tiếp theo nữa mình xét một yếu tố nữa là volume của con sóng tăng nè, thì nó đang giảm xuống nè, anh em thấy không, thì nó cho thấy là bên mua cũng khá là yếu rồi. Thì qua tuần sau đó, mình sẽ canh bán. Thì nếu như anh em quan sát kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy đây là mô hình Quasimodo đúng không, đây đây là vùng vai trái nè, thì anh em có thể bán ở đây, nhưng mà theo mình nó bán ở đây nó không có an toàn, tại vì mình nhìn về cái lực tăng đó, nó vẫn còn khá là mạnh nè, trong khi cái bên bán đó, họ chưa thể hiện được cái sự quyết liệt bán mạnh xuống. Rồi cái vấn đề thứ hai có thể là đây là cái cuối phiên nên cả hai bên họ đều không muốn tăng thêm cái vị thế đó. Thì qua tuần sau mình sẽ ưu tiên quan sát khi giá nó hồi về cái swing high nè, để bán xuống nó sẽ an toàn hơn. Nếu như mà anh em bán ở đây á thì cái SL an toàn của anh em phải là trên đây.
thì nó mới an toàn. Thì cho đó mình đang phân vân là có khả năng tuần sau á mình sẽ canh bán trên tay hơn, nó sẽ có một cái tỷ lệ thắng, cái tỷ lệ RR cao hơn đó. Tuần sau mình sẽ canh bán ở ngay vị trí swing 2 này ha. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chuyển qua thị trường hàng hóa, mình sẽ đến với con dầu. Thì con dầu này đang có một nằm trong một cái cấu trúc giảm, và đây chính là cái key level của cái cấu trúc giảm này. Ở đây, đây chính là cái key level ha. Rồi tiếp theo mình xét về momentum á, thì mình thấy là hiện tại cái con sóng tăng hồi á nó đang có cái độ nghiêng thoải dần ra. Đây em nhìn nè, đúng không? Đây tiếp theo thoải ra, và tiếp theo nó thoải ra hơn nữa, thì nó cho thấy là bên mua hiện tại đang khá là yếu. Và ở đây nếu như mà anh em quan sát á, thì đây chính là một cái nến uptrend, đúng không? Một cái nến, đây là một cái vùng kháng cự nè, và giá quét qua khỏi cái vùng kháng cự này, đó là một cái nến quét râu qua khỏi vùng kháng cự nè, nhưng mà lại quay lại đóng nến nằm trong vùng kháng cự với volume khá là lớn. Đây là một cái nến uptrend, thì qua tuần sau á mình sẽ đợi giá nó quay lại reset cái nến uptrend này với volume thấp, nghĩa là khi giá nó sẽ qua tuần sau có thể đi xuống và nó sẽ hồi lên, và nó sẽ hồi lên nhưng mà mình cần thấy là cái volume tăng hồi á nó giảm xuống đó. Giả sử như giá nó hồi lên đi mà volume nó giảm xuống như thế này thì mình đã biết là có tín hiệu đó là cạn cầu, nghĩa là không còn ai có nhu cầu mua nữa, thì lúc đó mình sẽ thực hiện một cái lệnh bán xuống với con dầu này ha. Trên đây là những cặp tiền có điểm vào đẹp cho tuần sau mà bên mình đã quan sát được dưới góc nhìn của bên mình. Thì nếu như mà anh em có góp ý gì hoặc là anh em muốn bên mình phân tích thêm cặp nào nữa thì hãy comment dưới cái video này. Mình sẽ có một cái bài viết tổng hợp ở trên web và trên Telegram, thì mình sẽ trả lời luôn những cặp tiền mà anh em đang quan tâm ha. Rồi ok, chúc anh em qua tuần sau giao dịch có nhiều lợi nhuận. Hẹn gặp lại anh em ha.